Còn bây giờ chúng ta sẽ đi cắm cái chậu hoa giống như thế này ha. Thì trong chậu hoa này các bạn sẽ đo cho mình cái miệng của mình là 22 nè, và chiều cao là 13, thì cộng 22 và 13 thành 35. 35 đó các bạn nhân với chiều cao, tính chiều cao của hoa thì các bạn nhân với 1 hoặc là 1,5 thì nó sẽ ra 35, và hơn 50 hoặc 51. Thì trong khoảng 35 và 51 đó thì các bạn sẽ dao động cắn trong mấy khoảng đó nha. Còn mình lấy trung bình là tầm ở 45, tức là chiều cao của hoa sẽ là 45. Thì trong cành hoa này của mình là 50 rồi nè, thì mình sẽ dựng lại 5cm để mình cắm trong cái miếng xốp này nè. Thì trước khi cắm trong miếng xốp á thì mình sẽ dán hai cái lá vô trước nha các bạn. Là cái cành chính giữa này nè. Thì cái cành đó các bạn sẽ nhỏ một ít keo ở dưới chân á, để chúng ta cắm vào chính giữa cái bình. Thì có bạn á cắm một cành, rồi mình có thể cắm ba cành tùy theo sở thích của bạn ha. Ở đây thì mình cắm ba cành nha. Các bạn chỉ cần gắn lá một bên thôi, và cái hướng lá đó mình dán quay ở phía ngoài ha. Rồi đối với những cái bình hoa mà cao á thì các bạn có thể dùng cái kẽm á. Chúng ta đây là cột nhẹ ba cái cành cao đó lại với nhau ha, để cho nó cố định vào cái tâm chính giữa, để khi mình di chuyển thì nó không có bị cái xốp á nó bị lỏng ra ha. Rồi thì tiếp theo tầng thứ hai thì các bạn sẽ cắm, chúng ta sẽ bẻ canh nè, bẻ cong cái cành nè. Bẻ cong cái cành như thế này, thì trong cái tầng thứ hai này các bạn chỉ việc cắm trực tiếp vô thôi ha. Và khi cắm chúng ta sẽ cắm thấp hơn cái ba cái cành cao nhất như thế này. Thì cứ như vậy thì các bạn sẽ cắm xung quanh cái tầng thứ hai này. Rồi xong, khi cái tầng thứ hai xong á là mình mới cần dán lá ở đây thôi ha, chứ chưa cần dán trước ha, để nó ốp sát cái chân á. Đó, các bạn dán hết những cái lá sát vô, ốp vô từng cái chân của cái cành hoa. Thì cái tầng cuối cùng là cái tầng thấp nhất á, thì trong cái cành hoa này nè các bạn sẽ bẻ đi, là cái thấp cuối cùng nó không có thấp, các bạn bẻ những cái cành đó đi đó, bẻ những cái thấp đó đi. Chúng ta uốn cong cành rồi chúng ta cắm vô cái tầng thấp nhất như thế này đó, các bạn cắm hết những cái cành còn lại vô đây ha. Rồi sau khi cắm cái tầng thấp nhất cuối cùng, chúng ta chỉ việc ớt những cái lá còn lại như trong đây là xong các bạn ha. Rồi khi ớt lá thì các bạn dán cho nó nghiêng nghiêng á, nó nghiêng nghiêng cái lá ra ngoài là được. Nó dạng nghiêng như thế này nè, dán tất cả những cái chân bên ngoài này nghiêng ra như thế này như vậy. Thì sau khi dán những cái lá phía dưới là chúng ta đã hoàn thành một chậu hoa đẹp rồi đó các bạn. Đẹp ngất ngây luôn. Xin chào các bạn.